Như vậy bây giờ thì chúng ta cũng đã đến nội dung cuối cùng của chương học thứ hai. Thì ở chương học thứ hai các bạn thấy chúng ta học kiến thức về lý thuyết rất là ít, chủ yếu là chúng ta nhào vào chúng ta làm một bài tập thực hành. Và các bạn thấy bài tập thực hành lúc đầu á, phần demo của chúng ta các chức năng cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên trong quá trình mà tôi xây dựng video cũng như là tôi hướng dẫn cho các bạn thì tôi cũng cố gắng đưa vào thêm nhiều cái tình huống nó phức tạp hơn và thực tế hơn để chúng ta có cơ hội chúng ta thực hành thêm. Ở đây thì sau khi chúng ta xem cái video này, tôi muốn rằng các bạn phải tự thực hành lại. Ở đây là tôi muốn các bạn phải tự thực hành lại, bởi vì khi các bạn tự thực hành lại á, sẽ thứ nhất là rèn luyện thêm cái kiến thức cho các bạn. Thứ hai á, là khi mà các bạn thực hành lại sẽ có rất là nhiều các tình huống phát sinh. Có thể là khi các bạn xem video nó rất là đơn giản, tuy nhiên khi mà chính các bạn thực hành lại thì các bạn sẽ thấy có rất là nhiều các vấn đề mà chỉ khi chúng ta thực hành chúng ta mới gặp mà thôi. Ở đây thì ngoài những cái kiến thức về sử dụng component, sử dụng về state, group, rồi sử dụng event vân vân, thì các bạn thấy chúng ta cũng được hướng dẫn cách sử dụng và cách áp dụng những cái kiến thức đó trong việc giải quyết một cái vấn đề thực tế là như thế nào. Ngoài ra khi mà chúng ta làm á, thì chúng ta cũng đã tìm hiểu những cái thư viện mở rộng, chúng ta cài đặt những cái thư viện mở rộng đó vào để cho chúng ta đỡ phải viết những cái mã nguồn. Ví dụ như thư viện về Lodash giúp cho chúng ta xử lý array, xử lý chuỗi, rồi thư viện về UUID gì đó nó giúp chúng ta tạo ra những cái chuỗi ngẫu nhiên vân vân. Và chúng ta cũng được học thêm những cái nội dung về sử dụng local storage. Và local storage đây cũng là một từ khóa hiện nay cũng được sử dụng rất là nhiều. Do đó thì tôi cũng muốn các bạn dành thời gian ra nghiên cứu thêm về cái thằng local storage này. Và sau khi chúng ta xây dựng hoàn chỉnh những cái chức năng này rồi, tôi cũng đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta public ứng dụng này để chúng ta có thể sử dụng nó, chứ không phải là chúng ta viết xong rồi chúng ta để đó chúng ta không có dùng được. Rõ ràng ở đây thì các bạn thấy ứng dụng của chúng ta bây giờ chúng ta có thể dùng được rồi. Ở đây thì hàng ngày chúng ta có công việc gì chúng ta cứ vào và chúng ta thêm vào để chúng ta làm, và sau khi làm xong rồi thì chúng ta nhấn delete để chúng ta xóa nó đi. Và ở đây thì chúng ta có thể xem nó là một cái ứng dụng để chúng ta quản lý công việc hàng ngày của chúng ta vẫn được. Như vậy thì tôi kết thúc cái phần 14 hệ thống kiến thức và mở rộng tại đây. Vấn đề tôi muốn các bạn thực hiện được sau video này là các bạn phải xây dựng được một ứng dụng với những cái chức năng tương đương như cái ứng dụng mà tôi đã hướng dẫn. Ở đây thì có hai cách. Cách thứ nhất thì các bạn có thể tự build lại một cái ứng dụng y như cái ứng dụng của tôi. Và khi các bạn build một chức năng nào đó, gặp lỗi nào đó mà các bạn không có khắc phục được thì các bạn có thể quay lại, mở lại những cái video để các bạn xem phần hướng dẫn. Cách thứ hai là các bạn tiếp tục phát triển cái ứng dụng này, áp dụng những cái kiến thức mà chúng ta đã học để chúng ta phát triển nó lên. Ví dụ như khi thêm mới một công việc thì chúng ta có thể thực hiện cái quá trình là validate, kiểm tra xem họ đã nhập vào tên của công việc hay chưa. Nếu như nhập rồi thì chúng ta mới cho submit, còn nếu như họ không có nhập gì hết hoặc là cái tên công việc không phù hợp thì chúng ta không cho họ submit chẳng hạn. Còn rất là nhiều thứ mà các bạn có thể bổ sung thêm cho cái ứng dụng này.